Một ngã rẽ của dòng Mê Công huyền thoại. Là cự bằng đời chung thủy của cư dân đồng bằng sông Cửu Long. Dòng sông Hậu mang trong mình sức hấp dẫn đặc biệt. Mạch sống sinh sôi. Ký sự qua miền Hậu Giang, hành trình khám phá cuộc sống đầy lý thú bên dòng sông Hậu, khát vọng làm giàu của người dân và giá trị văn hóa đặc sắc. Như đã hẹn trong các tập trước, hôm nay chúng tôi quay về ngã ba sông Châu Đốc để khám phá những ngôi nhà trên sông, nơi khởi nguồn của nghề nuôi cá ba sa vàng son nức tiếng một thời. Nghề cá gắn bó với đời sống cư dân đầu nguồn sông Hậu từ lâu đời. Trong quá trình khai khẩn đất phương Nam, nhiều đội binh lính người Chăm theo khâm sai đại thần Lê Văn Đức, phó khâm sai Doãn Quẩn cùng Trương Minh Giảng về định cư ở vùng Châu Đốc An Giang. Người xưa định cư lập làng dọc theo biên giới để bảo vệ lãnh thổ. Phần lớn cất nhà ở gian sông để thuận tiện sinh hoạt và đi lại. Cuộc sống thường ngày dựa vào nông nghiệp và đánh bắt cá từ nguồn lợi thủy sản tự nhiên dồi dào từ sông rạch. Thật thiếu sót khi tới An Giang mà không ghé thăm những ngôi nhà nổi vô cùng thú vị này. Ghe xuồng là phương tiện đi lại phổ biến, nó thông dụng và được ví như xe gắn máy của người dân trên bờ. Chị Lê Thị Tuyết Trinh, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện An Phú cho biết, từ khi còn nhỏ chị đã thấy có làng bè. Có lẽ xóm nhà này đã an cư trên sông từ giữa thế kỷ trước. Bây giờ, nhiều cụm nhà liền kề nhau như phố xá. Phía trên dùng để ở, nhưng phía dưới nước là đàn cá có giá trị vài chục, vài trăm, thậm chí hàng tỷ đồng. Các triệu phú, tỷ phú ngầm của vùng sông nước. Những người đầu tiên làm nhà sinh sống trên sông này, phần lớn thuộc diện khó khăn. Thay vì mua đất trên bờ, thì số tiền dành dụm được dùng để đóng bè neo đậu dưới sông, một công đôi việc, vừa có nhà để ở, vừa có chỗ chăn nuôi. Người dân học theo cách nuôi cá đơn giản ở vùng biển hồ Tôm Lê Sáp bên nước bạn Campuchia là giữ các loại cá tự nhiên trong lồng bằng tre để tận dụng thực phẩm thừa của nhà bếp hoặc các loại phụ phẩm nông nghiệp. Sông trở thành nơi an cư lạc nghiệp. Số lượng nhà bè được duy trì hơn 60 năm nay. Thời gian trôi qua, kỹ thuật nuôi cá cũng phát triển cả về quy mô và chất lượng. Người dân ươm cá giống với số lượng lớn để nuôi theo hướng công nghiệp. Từ năm 1990 tới năm 2005 là thời kỳ vàng son của nghề nuôi cá bè. Toàn tỉnh An Giang có trên 2.000 bè cá với sản lượng mỗi năm hơn 20.000 tấn. Anh Tư Dị là thế hệ thứ hai sống trên nhà bè này. Gia đình vừa nuôi cá vừa làm thêm ghe cào để nuôi con ăn học. Anh làm cái nghề nuôi cá bè với lại cào cá này được bao lâu rồi anh? Cũng lâu rồi, mấy chục năm. Mấy chục năm gắn bó với cái đời sống của mình trên dòng sông này thì anh có cảm nhận như thế nào, hay là sắp tới thì mình có định hướng như thế nào để phát triển đời sống gia đình hay là công việc của mình không anh Dị? Cũng bằng nghề này hoài với đi đâu vậy? Nước lớn thì cá nó nhiều, nước nhỏ thì cá nó xịt. Mà ngày nào thì ăn ngày nấy thì chút đỉnh thì nuôi cá. Gia đình mình là nuôi cá bè với lại cào cá trên sông này, gắn bó mấy chục năm nay mà cũng đủ để nuôi sống gia đình. Dạ, Minh Thiện cũng hy vọng là thời gian sắp tới thì cái dòng sông Hậu này sẽ tiếp tục nuôi dưỡng được gia đình mình và giúp cho công việc của mình ngày càng phát triển hơn nữa. Gia đình của anh sẽ ngày càng ấm no hơn nữa và tiếp tục gắn bó với dòng sông này ạ. Tìm hiểu về những ngôi nhà nổi trên sông, chúng tôi thấy câu chuyện tích cực trong tư duy của người dân nơi đây. Khi nguồn cá ngoài tự nhiên dần ít,
người dân chuyển từ suy nghĩ đánh bắt, khai thác sang nuôi dưỡng, bảo tồn và làm kinh tế. Những miếng lưới bây giờ không còn là nỗi khiếp sợ của dòng sông. Nó trở thành nơi bao bọc nuôi giữ cá tôm, nên ai cũng chắc chiêu gìn giữ như cả gia tài. Dòng sông mẹ có lẽ cũng được phục hồi phần nào nhờ sự chuyển biến này. Phải nuôi nước động vậy ha. Ở làng bè, mỗi hộ gia đình đều có ít nhất từ một hoặc hai bè, có nhà nhiều lên đến gần chục bè cá. Trước đây cá ba sa được nuôi phổ biến, đây là nơi cung cấp sản lượng cá ba sa lớn nhất cả nước. Thời gian gần đây, người dân chuyển sang nuôi nhiều loại cá thịt khác để đa dạng sản phẩm, dễ có đầu ra. Nhiều người còn kết hợp nuôi cá với làm du lịch, cho du khách tham quan trải nghiệm đời sống của người ngư dân thực thụ. Ở xã Đa Phước, ngoài làng dệt thủ công thì còn có một làng nghề cũng khá là lâu đời, đó là làng bè. Thưa chị Trinh, quy mô làng bè ở đây như thế nào và sắp tới thì địa phương có định hướng như thế nào để phát triển làng bè? Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh sẽ có một cái dự án tạo ra một cái sản phẩm du lịch là sẽ tạo ra cái làng bè sắc màu ngã ba sông Châu Đốc. Nhưng mà trong cái giai đoạn hiện nay là đang chuẩn bị thì các ngành chức năng đang khảo sát định vị để quy hoạch lại 160 làng bè là theo một cái giống một cái chuỗi gì đó để thu hút khách du lịch. Và khi đó thì với cái vai trò là ở xã Đa Phước thì sẽ tiếp tục trùng tu hoặc sửa chữa trong thời hạn ví dụ như 3 năm chẳng hạn để làng bè này duy trì để tiếp tục thu hút cái lượng khách du lịch đến với Đa Phước. Ngoài việc nuôi thủy sản thì còn phát triển được ngành dịch vụ du lịch nữa hả chú? Được, con ước mong cái dòng sông Hậu này anh ăn người ta cũng đều mong muốn là mình mà ăn được chứ là phát triển này kia nó mau ấy lên. Cho cá ăn mình mê lắm, cũng mến này, chỉ có khách du lịch này kia ta đến tham quan này kia gì đó ta lại ta coi rồi mình lấy mà thức ăn cho ta gãi ta coi. Cái này không có khách du lịch thì đổi rồi. Chú có thể kể cho con nghe những cái kỷ niệm khi mà các đoàn làm phim hay là đoàn khách tới tham quan chỗ nhà bè của mình không chú? Ồ thôi nó nhiều lắm, kể không có hết đâu. Người lại quay phim, người số câu cá, nó lỡ nó câu cá rồi dọn ra nhậu không chừng nữa. Nó nhiều chuyện lắm. Cá này mình cũng gắn bó với dòng sông Hậu này. Điểm thứ hai nữa thì mình cũng mến cá. Nhưng đặt thái dụ mình có tiền thì mình mua đồ ăn, không tiền câu cá với bè lên ăn. Đó, có gì thôi, có gì chứ. Tạm biệt đời sống bình dị trên những ngôi nhà nổi hiền hòa mến khách. Tình cảm giữa người dân với đoàn làm phim quyến luyến và chân tình như ruột thịt. Rời làng bè Đa Phước với nhiều ấn tượng đẹp cùng nụ cười đậm chất hào sảng của người dân Nam Bộ. Hướng mắt nhìn về tượng đài đôi cá ba sa sừng sững, chúng tôi mong sao dòng sông Hậu mãi được hiền hòa để đời sống ở đây ngày càng dồi dào phát triển. Theo những chiếc ghe bầu ghe đục ngược xuôi trên dòng sông Hậu, chúng tôi lần về một thời vàng son của con cá da trơn. Từ những năm 1990 trở đi, nghề nuôi cá bè là thành phần kinh tế quan trọng của An Giang. Con cá da trơn bấy giờ vừa bán chợ và lọt vào mắt xanh của người tiêu dùng ở thị trường Tây Âu, Bắc Mỹ. Cá nuôi được chế biến xuất khẩu. Nghề nuôi cá có dịp phất lên gấp bội và trở thành nghề hot ở vùng đất An Giang. Thời điểm cực thịnh của con cá da trơn dần lắng xuống, chủng loại cá nuôi ở làng bè ngày càng đa dạng để phù hợp thị trường. Nhưng con cá da trơn vẫn còn chỗ đứng và hàng ngày xuôi ngược theo những chiếc ghe bầu. Từ ngã ba sông Châu Đốc, những chiếc bè nối nhau lên tận biên giới Campuchia chạy xuống Long Xuyên. Những thương hộ quanh năm ngụp lặng cùng dòng sông, con cá ngày nào bỗng chốc thành những đại gia bè cá. Nghe là đặc biệt là ga đục để cho cá thôi, 30 tấn có, 20, 25 có. Anh thấy là cái nghề cá này là dạo thời gian gần đây nè, so với trước thì nó có phát triển gì nhiều không, như thế nào ạ?
thì cũng bình thường hoài với nó, hàng năm lên cá bình thường thường hoài. Ngày thường lên 3 ghe, 4 ghe đảo lại. Vậy là sản lượng cá là khoảng bao nhiêu? 70 đảo lại 60. 60-70 tấn nha. 3 giờ là bắt đầu lên cá. Tới khoảng mấy giờ là công việc của mình xong hả? Thì cá 11-12 giờ không chừng. 1 giờ đảo lại. Đời sống của bà con mình đây như thế? Ở đây sống cũng ổn. Bằng cá ngoài ra nữa thì cũng ruộng với gãy. Khung cảnh trên dòng sông Hậu bình lặng và thơ mộng hơn trong buổi trời chiều. Làng bè nổi trên sông Ba Sắc lên đèn. Ánh sáng từ các nhà bè phản chiếu xuống nước, khung cảnh thật lung linh huyền ảo. Làng bè hơn 60 năm tuổi còn đây và đang có thêm giá trị mới từ tiềm năng phát triển du lịch trên sông.